học vi nhân sư, hành vi thế phạm, của lão hòa thượng Tịnh Không chủ giảng, bằng số 4. Đây tức là nghĩa lý và tinh hoa của Kinh Kim Cang. Đây là chân tướng sự thật. Nếu chúng ta thể hội được ý nghĩa chân thật của câu này, thì quan niệm tư tưởng, ngôn ngữ, hành vi sẽ chuyển biến, chuyển phàm thành thánh. Hiểu được một phần thì chuyển biến một phần, hiểu được hai phần thì chuyển biến hai phần. Mức độ chuyển biến bao lớn đi đôi với mức độ lý giải sâu hay cạn. Đây cũng là thể dụng phương pháp đo lường công phu tu học của mình. Nếu có chỗ tiến bộ thì tâm địa sẽ ngày càng thanh tịnh, trí huệ ngày càng tăng trưởng, phiền não cũng sẽ ngày càng giảm bớt. Đến lúc phiền não nhẹ, trí huệ tăng, thì những kinh luận thế gian và xuất thế gian bày trước mắt, vô lượng vô biên nghĩa thú tự nhiên sẽ tuôn trào ra. Thế nên chân tu tức là làm một sự chuyển biến to lớn trên quan niệm và tâm lý. Chúng ta là chúng sanh mê hoặc, chỗ nương dựa duy nhất để chuyển biến là thánh giáo. Dựa vào phương hướng và mục tiêu của thánh giáo chỉ đạo, hết lòng làm việc chuyển biến, chuyển thức thành trí, chuyển phiền não thành bồ đề, chuyển sanh tử thành niết bàn, chuyển mê thành ngộ, siêu phàm nhập thánh. Chúng ta phải làm công tác này. Đối với chúng sanh có duyên cũng phải hết lòng hết sức giúp đỡ họ chuyển biến. Tuy giúp đỡ chúng sanh nhưng tâm địa vẫn giữ thanh tịnh như cũ, tuyệt chẳng chấp tướng. Chấp tướng sẽ sanh phiền não, tâm sẽ bị ô nhiễm. Phật Bồ Tát dạy dỗ hết thảy chúng sanh có thể giữ gìn tâm thanh tịnh, chẳng bị ô nhiễm. Nếu chúng sanh có thể chuyển biến tư tưởng quan niệm thì tán thán hoan hỷ. Nếu chẳng thể chuyển biến thì tâm địa của Phật Bồ Tát cũng vẫn thanh tịnh, chẳng lưu lại dấu vết. Đây chính là tam luân thể không, nói trong kinh Bát Nhã. Thế nên Phật Bồ Tát vĩnh viễn tự tại, vĩnh viễn chẳng thối chuyển. Đạo lý là ở tại chỗ này. Chúng ta tu học tiến bộ ít, thối chuyển nhiều, là vì niệm niệm đều bị ô nhiễm. Khi chỉ dạy người ta, nếu họ chịu tiếp nhận thì sanh tâm hoan hỷ, vậy là bị hoan hỷ ô nhiễm rồi. Ngược lại khi người ta không chịu tiếp nhận hoặc chẳng thể làm được, thậm chí những gì họ làm đều trái ngược với lời dạy, thì sanh phiền não, vậy là bị phiền não ô nhiễm rồi. Bị ô nhiễm thì sẽ thối chuyển. Nếu có thể làm được như lời dạy trong Kinh Kim Cang, chẳng chấp vào tướng như như chẳng động, bất thủ ư tướng như như bất động, tâm chẳng bị ô nhiễm thì sẽ chẳng thối chuyển. Những gì Phật dạy chúng ta câu nào cũng là lời chân thật, phải dựa vào lời dạy của Phật, tự tìm cầu nhiều phước đức. Phước đức chân thật là giúp đỡ hết thảy chúng sanh, tức là hết lòng nỗ lực tu bố thí tài vật, bố thí pháp, bố thí vô ý. Đây là những người biết tìm cầu nhiều phước đức. Hy vọng mọi người lưu ý thêm những lời dạy trong Đại Kinh. Như vậy thì sự thọ dụng trong đời này sẽ vô cùng tận. Người làm công tác giáo dục xã hội tình nguyện. Buổi sáng ngày 15 tháng 12, 1998, nếu có thể hội kỹ càng Kinh Vô Lượng Thọ và Kinh Hoa Nghiêm, y giáo phụng hành, thì có thể khế nhập vào Bồ Tát Đạo, là một sự chuyển biến trọng đại, chẳng những đem lại phước báo chân thật cho mình trong đời này, khai triển quang minh cho tương lai. Trên Bồ Đề Đạo, sau này ắt cũng sẽ thuận bươm xuôi gió. Gần đây nhiều đồng học trích lục một bài Nhân Sanh Cam Lộ. Nếu có thể đích thật làm được như trong bài văn ấy nói, nói theo thế pháp thì là thánh hiền quân tử, nói theo Phật pháp thì là Bồ Tát chân thật.
trong việc tự hành hóa tha hoằng pháp lợi sanh, nhất định sẽ được hết thảy chúng sanh hoan nghênh và kính yêu. Cho dù chỉ làm được vài điều trong đó, đời này cũng sẽ thọ dụng chẳng hết. Chẳng những tự mình làm, mà còn phải khuyến khích hết thảy chúng sanh tận hết trách nhiệm của mình là một phần tử hoàn hảo trong công việc giáo dục xã hội tình nguyện. Trong sinh hoạt bình thường, ráng hết sức để tránh tạp niệm, tránh tán gẫu. Lúc nói chuyện với người thì luận đạo, lúc chẳng nói chuyện thì đọc kinh. Như vậy mới là tích công lũy đức. Hạnh phúc nhất trong đời người là ngày ngày cùng những bạn bè có chung chí hướng và tâm đạo cùng nhau thuyết kinh luận đạo. Đây là đời sống vô cùng thù thắng. Hoàn cảnh sinh hoạt như vậy là hoàn cảnh ở Tây phương cực lạc thế giới. Chúng ta thấy được trong kinh, người ở cõi cực lạc đến từ mười phương ba đời, họ buông bỏ tập khí đến để thân cận Đức Phật A Di Đà cùng chư Phật Như Lai. Mỗi ngày cùng đồng tham đạo hữu, hoặc trên mặt đất, hoặc trên không trung, hoặc đi kinh hành, đều là thuyết kinh luận đạo. Hoàn cảnh tu học ở Tây phương cực lạc thế giới là hoàn mỹ hạng nhất. Đây là đời sống chúng ta mong mỏi ngưỡng mộ. Cho nên chúng ta phải xây dựng một mô phạm điển hình, biểu diễn cho người đời xem. Nếu họ có thể hiểu được, thì cũng sẽ phát tâm hết lòng đến học tập. Ở Tân Gia Ba, chúng tôi đi thăm viếng những người Hồi giáo. Đây là lần đầu tiên chúng tôi tiếp xúc với họ. Hy vọng có thể tìm hiểu, tôn trọng lẫn nhau, tiêu trừ các sự hiểu lầm ngăn cách. Làm công tác đa nguyên văn hóa, được viên mãn là công đức to lớn, là chuyện tốt thật sự đối với xã hội. Hồi trước tôi đã từng quen biết với các lãnh tụ Phật giáo và Hồi giáo ở vùng biên cương Trung Quốc. Sự quan hệ của họ vô cùng hài hòa, hợp tác lẫn nhau, tôn trọng và lễ kính lẫn nhau. Hy vọng quan niệm này và tinh thần này có thể đẩy mạnh đến toàn thế giới, làm cho mọi người đều đối xử hòa mục, hỗ trợ hợp tác, cùng nhau xây dựng đời sống hạnh phúc mỹ mãn. Đây là công việc của những người tình nguyện làm công tác giáo dục xã hội, là việc mà trách nhiệm chẳng thể thoái thác cho người khác được. Nói một cách khác, cả đời chúng ta đều vì một việc này. Phật Pháp gọi là Phật sự. Đây tức là công việc giác ngộ chúng sanh. Chúng ta phải hết lòng đẩy mạnh công việc này phát triển rộng rãi, đặc biệt giao thiệp với những đoàn thể và nhân vật có sức ảnh hưởng đến xã hội. Nói theo Phật Pháp là những người này có đầy đủ thiện căn phước đức. Thế nên những người có sức ảnh hưởng hoặc có địa vị lãnh đạo đều là do quả báo đời trước tu phước tích thiện. Nếu chúng ta có thể dùng Phật Pháp để giao thiệp với họ, thì nhất định sẽ ảnh hưởng họ, tăng trưởng thiện căn phước đức của họ. Như vậy sẽ có thể đem lại hòa bình, an định, phồn vinh, hương thịnh cho thế giới, tiêu trừ hết thảy các tai hại tự nhiên hoặc do người đem đến. Không những như vậy thôi đâu, chúng ta vẫn phải tiếp tục mở rộng tâm lượng. Đức Phật dạy chúng ta tâm bao trùm hư không, lượng gồm thâu các cõi nhiều như cát. Phải hết lòng nỗ lực thực hiện. Tâm lượng mở rộng đến viên mãn, thì cho dù làm một việc thiện nhỏ bé, nhưng nương theo tâm lượng cũng có thể biến trọn khắp hư không pháp giới. Đây là đạo lý vung trồng phước báo to lớn. Làm chuyện đại thiện thì cảnh chuyển tùy theo tâm. Trong tự viện khi cúng thí thực đều niệm bảy hạt biến thập phương. Nếu tâm lượng của bạn biến trọn khắp mười phương pháp giới, bố thí một hạt gạo sẽ có thể biến trọn khắp mười phương pháp giới. Hết thảy chúng sanh đều có thể được thọ dụng. Nếu tâm lượng nhỏ bé, niệm chú cũng chẳng ích lợi gì. Cảnh chẳng chuyển theo chú. Chú là tăng thượng duyên, duyên phụ. Tâm là thân nhân duyên, duyên chánh. Nếu chẳng có duyên chánh thì duyên phụ chẳng giúp gì được.
Nếu thật sự tâm bao trùm hư không lượng gồm thấu các cõi nhiều như cát, thì tăng thượng duyên của chú sẽ khởi tác dụng rất lớn. Thế nên căn bản là ở nơi tâm địa. Tâm địa phải lương thiện và chân chánh. Tâm thành thì hành vi tự nhiên sẽ đoan chánh. Công phu chân thật là ở tại chỗ này. Chúng ta nói được nhất định phải làm được, vả lại khi gặp ai cũng nói, nhưng nói pháp phải khế cơ. Trong kinh Hoa Nghiêm có nói 10 thứ cơ duyên. Quan sát kỹ lưỡng hết thảy chúng sanh, chẳng ai là không ở trong 10 thứ cơ duyên này. Nếu chúng sanh chẳng đạt được lợi ích trước mắt, chúng ta có thể trồng nhân cho tương lai. Đó chính là một khi lọt vào tay thì vĩnh viễn thành hạt giống đạo. Từ điểm này quan sát thì ai cũng là người đương cơ trong Phật pháp. Trong kinh nói vận may nhất của người ta trong một đời là có thể được thấy tượng Phật, có thể nghe đến danh hiệu của Phật Bồ Tát. Không kể là họ biết hay không biết, đối với Phật Bồ Tát cung kính hoặc hủy bán đều được phước lợi. Cho dù là hủy bán thì khi chịu hết quả báo ác này, khi gặp duyên, hạt giống kim cang sẽ khởi tác dụng. Cũng do vậy mà được độ. Được độ tức là được liễu sanh tử, thoát khỏi tam giới. Thế nên chúng ta tuyệt đối không thể vì họ phỉ báng mà không giúp đỡ. Đây là sự thiếu sót của chúng ta. Họ hủy báng, chúng ta bèn niệm một câu danh hiệu Phật Bồ Tát cho họ nghe, làm nhân duyên cho họ đời sau sẽ được độ. Thế nên phải biết cách kết pháp duyên rộng rãi, vui vẻ thân thiết với người. Thường thường nên mang theo lễ vật nho nhỏ để có thể kết duyên với người ta, sau đó mới giảng giải khái niệm về nền giáo dục Phật Đà. Việc này quan trọng phi thường. Chúng ta chẳng nói kết thiện duyên, vì thiện duyên và ác duyên đều là tương đối. Pháp duyên thì vượt ra ngoài thiện và ác, duyên này mới thật sự thù thắng. Ác duyên chiêu cảm ác báo, thiện duyên tuy có thiện báo nhưng cũng chẳng tốt. Vì vậy nên chư Phật Như Lai trong sanh hoạt thị hiện 3 chiếc y, một cái bình bát, chính là thiện ác hai bên đều chẳng tiêm nhiễm. Nếu chư vị lắng lòng thể hội thì mới biết đó là cách sống rốt ráo viên mãn bậc nhất, đáng được học tập. Hy vọng chúng ta cùng nhau nỗ lực. Căn nguyên của bệnh tật. Buổi sáng ngày 19 tháng 12 1998, đạo dưỡng sanh. Khi bác sĩ Hoàng khám sức khỏe cho mọi người, biết được thân thể của những người tuổi trẻ quý vị chẳng bằng người già như tôi. Nghe xong tôi rất buồn. Thân thể của tôi có thể bảo trì khỏe mạnh là được tam bảo gia trì. Tôi tuyệt đối chẳng dùng những phương pháp bảo trì sức khỏe hiện đại. Tôi tin câu của Phật dạy: hết thảy pháp từ tâm tưởng sanh. Tâm địa thanh tịnh từ bi lương thiện thì cho dù chẳng bảo dưỡng thân thể và chẳng vận động cũng vẫn khỏe mạnh như thường. Từ xưa đến nay, đa số người tu hành trong nhà Phật mỗi ngày nếu không tọa thiền thì đi kinh hành niệm Phật, thân tâm đều giữ trong trạng thái tịnh. Hãy khoan nói đến võ thuật của Thiếu Lâm Tự. Người thế gian đều ưa chuộng vận động. Đạo dưỡng sanh ở trong trạng thái tịnh thì chẳng có nhiều người biết đến. Chúng ta hiểu được đạo lý ấy, biết được tâm thanh tịnh chân thành từ bi mới là đạo dưỡng sanh chân chánh. Ngã chấp, nếu nâng cao cảnh giới thêm một tầng như trong kinh Kim Cang có nói, chẳng có ngã tướng, chẳng có chúng sanh tướng, chẳng có thọ giả tướng. Lúc đó không có tôi thì ai sanh bệnh? Có tôi thì tôi mới sanh bệnh. Do đó mới biết vô ngã, chẳng chấp có tôi. Không những đã nhổ tận gốc rễ của bệnh khổ, mà cũng nhổ tận gốc rễ sanh tử luân hồi. Phá ngã chấp tương đối khó,
nhưng vô cùng cần thiết. Có tôi thì sẽ có các hiện tượng sanh tử, bệnh khổ, luân hồi. Không có tôi thì những hiện tượng này mất hết. Trong Pháp Đại Thừa, Đức Phật dạy chúng ta phương pháp phá ngã chấp vô cùng khéo léo. Trong cuốn Kinh Kim Cang giảng nghĩa, cư sĩ Giang Vi Nông nói: biến đổi thành rộng lớn, đại nhi hóa chi. Câu này nói rất hay. Đây là từ chỗ phát bồ đề tâm mà có. Cho nên tâm lượng phải lớn, tâm bao trùm hư không, lượng gồm thâu các cõi như cát, là tâm lượng vốn sẵn có của chúng ta, của mọi chúng sanh. Chẳng sai khác gì với quả địa của chư Phật Như Lai. Nhưng ngày nay chúng ta ra nông nổi này là vì vọng tưởng phân biệt chấp trước tạo nên. Đây là gốc bệnh thật sự. Trong vô lượng kiếp qua, chúng ta mãi trôi lăn trong sáu nẻo và không thể thoát khỏi là vì chẳng tìm ra được gốc bệnh, chẳng biết chữa trị từ căn bản này. Hết thảy hiện tượng trong thế pháp đều là hư ảo chẳng thật, không gì chẳng phải là mộng huyễn bóng bọt. Thế nên giàu sang chẳng đáng ngưỡng mộ, bần tiện cũng chẳng cần phải đau xót. Hiểu rõ nhân tố của những hiện tượng này là do nghiệp nhân quả báo biến hiện ra. Nếu tự mình nắm chắc nghiệp nhân và nghiệp duyên, sự chuyển hóa của quả báo sẽ có thể tùy theo ý mình. Đó là được đại tự tại. Người được đại tự tại biết cách nắm lấy duyên, biết được cái nút để tạo nên thiên biến vạn hóa ở tại duyên. Quả báo thiện là do nhân thiện và duyên thiện. Quả báo ác là do nhân ác và duyên ác. Nhân đã tạo rồi, chẳng thể thay đổi. Duyên còn có thể khống chế thay đổi được. Đây vẫn còn là pháp thế gian, chứ chưa phải là đệ nhất nghĩa. Đệ nhất nghĩa là phải quán không, nói một cách khác phải thoát ra khỏi luân hồi, siêu việt thập pháp giới. Như vậy mới là anh hùng hảo hán. Chỗ chúng ta cúng Phật gọi là Đại Hùng Bảo Điện. Đại hùng là anh hùng. Chuyện người thế gian làm chẳng nổi mà Ngài làm được, nên xưng Ngài là anh hùng. Người thế gian chẳng có cách chi thoát khỏi luân hồi, siêu việt thập pháp giới, Phật có thể làm được. Không những làm mà còn dạy cho chúng ta làm thế nào để đạt được. Tự tư tự lợi. Pháp môn niệm Phật của chúng ta đang tu tập là dị hành đạo. Đạo dễ thực hành mà chẳng thể thành tựu. Nhân duyên là vì không thể buông xuống vọng tưởng phân biệt chấp trước, niệm niệm vẫn còn tự tư tự lợi. Dùng tâm niệm này tu học thì đúng như người xưa đã nói: hát bể cổ họng cũng uổng công. Thế nên chỉ cần buông xuống ý niệm tự tư tự lợi thì niệm Phật nhất định sẽ đắc lực, thân tâm sẽ khinh an. Cho dù có một chút bệnh thì cũng chỉ vì ăn uống chẳng cẩn thận nên phát ra cảm mau phong hàn mà thôi, sẽ chẳng sanh bệnh nặng. Nếu thật sự nhìn thấu buông bỏ tự tư tự lợi, niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Trong Kinh Di Đà nói, nếu niệm từ một ngày đến bảy ngày sẽ được thành công. Những người y giáo tu hành xưa nay niệm Phật vãng sanh rất nhiều, phổ biến nhất là từ 2 đến 3 năm thì vãng sanh. Tại sao có người chẳng nhiều hơn 7 ngày, có người lại phải niệm 2-3 năm? Người tin sâu nguyện thiết, thật sự niệm đến khi mất hết những tâm niệm tự tư tự lợi thì tự nhiên cảm ứng hiện tiền công phu thành tựu. Chúng ta xem trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục vãng sanh truyện, vào đời nhà Tống, pháp sư Oánh Kha tin sâu nguyện thiết, niệm 3 ngày liền thành công. Nếu lòng tin và nguyện lực chưa đạt đến mức khẩn thiết thì phải niệm 2-3 năm. Thế nên những người này sanh tử tự tại, chẳng phải là thọ mạng chấm dứt mà là thọ mạng hãy còn, nhưng họ bỏ ra đi sớm. Đạo lý là như vậy. Chúng ta nhìn thấy có nhiều người ra đi rất tiêu sái,
Tiêu sái nghĩa là nhàn hạ, chẳng vướng bận, tự tại, chẳng có bệnh khổ, làm cho người khác vô cùng hâm mộ. Tôi thường nhắc nhở mọi người chúng ta nhất định phải làm được. Nếu làm chẳng được, thì trong lúc bệnh nạn thân thể chịu sự sắp xếp của người khác, tự mình chẳng thể làm chủ, sẽ chẳng nắm chắc việc vãng sanh. Thế nên bây giờ phải dự bị cho tương lai. Phương pháp tốt nhất là chẳng cần người khác chăm sóc, có thể giữ biết trước ngày giờ đã đi, muốn đi lúc nào thì ra đi lúc đó. Nhất định phải hạ quyết tâm làm việc này cho bằng được, thì đời nay mới chẳng luống uổng. Những việc còn lại toàn là giả, chỉ có việc này là thật mà thôi. Chúng ta nói về tự lợi, đây mới thật sự là tự lợi. Nhưng tự lợi phải được xây dựng trên cơ sở của lợi tha. Trong đời sống sinh hoạt thường ngày, khởi tâm động niệm đều vì chúng sanh, chứ chẳng phải vì mình. Suy nghĩ cho mình là sai lầm, phải nghĩ cho chúng sanh, quên mất cái tôi đi. Nhất định phải vì chúng sanh, thì tâm niệm tự tư tự lợi mới có thể đoạn trừ. Chỉ cần đoạn trừ thì công phu tu học mới có thể nắm chắc. Chúng ta niệm niệm nghĩ đến chúng sanh, chúng sanh là chúng duyên hòa hợp mà sanh, bao gồm cả động vật, thực vật và khoáng vật. Thí dụ cái bàn không sạch thì mình chùi cho sạch, cái ghế không ngay ngắn thì mình sắp cho nó ngay ngắn, như vậy đều là vì chúng nó. Cách làm này tức là lễ kính chư Phật trong 10 nguyện phổ hiền: kính người, kính sự, kính vật. Đừng nên có tâm riêng tư, dục vọng tâm niệm muốn chiếm hữu, chiếm đoạt. Tâm niệm chiếm hữu này là căn bản của sanh tử luân hồi, là nguồn gốc của hết thảy tội nghiệp. Chúng ta phải nhổ trừ tội căn này. Tại sao không được chiếm hữu? Phật dạy hết thảy pháp đều không. Ngạn ngữ cũng nói sanh chẳng mang đến, chết chẳng mang theo. Vậy thì tại sao có thể chiếm hữu được? Đây là từ trên hiện tượng thô thiển mà nói. Đi sâu thêm thì Phật dạy hết thảy các pháp do nhân duyên sanh, chẳng có tự tánh, đương thể tức không, trọn chẳng thể được. Nhất thiết chư pháp nhân duyên sở sanh, vô hữu tự tánh, đương thể tức không, liệu bất khả đắc. Chẳng những các vật ngoài thân chẳng thể được, ngay cả thân thể này cũng chẳng thể được. Chẳng có tâm chiếm lấy, chiếm hữu những vật ngoài thân, đối với thân thể cũng chẳng có ý niệm là thân của mình. Như vậy thì vấn đề sẽ được giải quyết. Đó là một niệm tương ứng một niệm Phật, niệm niệm tương ứng niệm niệm Phật, quyết định sẽ sanh tịnh độ. Đó là giải thoát ra khỏi lục đạo luân hồi, ra khỏi thập pháp giới. Được vị thì may mắn lắm. Từ vô thủy đến nay chúng ta chẳng gặp được duyên thù thắng, đời này rất may mắn đã gặp được. Trong quán kinh chú giải, Thiện Đạo Đại Sư nói cửu phẩm vãng sanh đều là do gặp được duyên khác nhau. Cửu phẩm vãng sanh tổng tại ngộ duyên bất đồng. Nói một cách khác, khi gặp duyên thù thắng thì phàm phu cũng có thể vãng sanh thượng thượng phẩm. Bồ Tát nếu chẳng gặp duyên thù thắng thì lại vãng sanh vào phẩm trung hạ. Duyên rất khó gặp, ấy là có thể gặp mà chẳng thể cầu. Trong kinh giảng, thiện tri thức là duyên. Nếu được thiện tri thức hướng dẫn, thiện hữu nâng đỡ, đồng tham đạo hữu tốt, đạo tràng tu hành tốt, thì tu hành chẳng có chướng ngại. Hiện nay chúng ta đã có đầy đủ duyên này, đã được nhưng vẫn chẳng thể thành tựu. Vậy thì chỉ có thể trách mình, không thể trách kẻ khác. Nhất định phải biết cơ duyên thù thắng như vậy trăm năm vạn kiếp khó gặp được, trong vô lượng kiếp hiếm hoi khó gặp. Có thể thành tựu được hay không, mấu chốt nằm ở chỗ đột phá, phá trừ tự tư tự lợi. Phương pháp đột phá là niệm niệm vì chúng sanh, nhất định chẳng vì chính mình. Nếu vì mình thì nên vãng sanh tịnh độ sớm hơn. Thân thể còn lưu lại nơi thế gian này,
mỗi ngày đều phải phục vụ cho chúng sanh. Như vậy là hoàn toàn giống với hạnh nguyện của chư Phật Như Lai. Làm vậy bạn sẽ được đại tự tại. Đạo lý và sự thật này chúng ta phải hiểu tường tận y giáo tu hành, phương pháp tu hành. Buổi sáng ngày 21 tháng 12 1998, hôm nay mở đầu Phật thất ở Dallas, thầy Ngộ Khải gửi phát cho tôi, hy vọng trong thời gian Phật thất này tôi có thể dùng mạng internet mỗi ngày nói chuyện vài câu với mọi người. Trong những năm gần đây, không kể cư trú ở đâu, chúng ta đều cảm thấy thế giới càng ngày càng không an toàn, tai nạn xảy ra khắp nơi, vả lại ngày càng nghiêm trọng. Nhân tình lãnh đạm, không biết ơn nghĩa, không những tự hủy diệt mà không hay biết, lại còn tạo ra những tội hủy diệt vật pháp, hủy diệt thế gian. Chúng ta không nói đến người khác, chỉ nói những người học Phật trong bốn chúng đệ tử. Có ai không tạo ra những tội này? Người xưa, người ta tạo tội nhẹ, ngày nay tạo tội nặng. Khi tạo tội thiệt nặng, thì tự mình lại không biết. Như vậy là ngu si. Những người ngu si hàng ngày nghe kinh hàng ngày đọc kinh, vẫn không giác ngộ như cũ. Đây là vì chướng sâu nghiệp nặng. Nếu không tiêu trừ nghiệp chướng sâu nặng này, thì tuyệt đối không thể tránh khỏi đọa lạc vào tam ác đạo. Nếu chúng ta muốn cải thiện đời sống, công phu tu học được đắc lực, biện pháp duy nhất là phải nghe giảng kinh cho nhiều, thật nhiều. Lúc còn tại thế, Đức Thích Ca Mâu Ni giảng kinh trên 300 hội, thuyết pháp ròng rã 49 năm. Đức Phật Thích Ca chưa từng hướng dẫn đại chúng niệm Phật lần nào, hoặc tham thiền một lần nào cả. Phải nên biết Đức Phật không hướng dẫn chúng sanh tu hành là vì tu hành dễ dàng, giác ngộ khó khăn. Cũng vì giác ngộ quá khó, cho nên Đức Phật khổ tâm mỗi miệng, phải thuyết pháp mỗi ngày, khuyến đạo mỗi ngày. Chúng sanh ngu si tuy mỗi ngày nghe Phật thuyết pháp, nhưng vẫn mê mờ như cũ. Tuy vậy Đức Phật đại từ đại bi vẫn giảng kinh mỗi ngày. Chúng sanh đọa lạc trong lục đạo thì Phật thị hiện trong lục đạo, vẫn đi theo không nỡ bỏ rơi. Đây gọi là trong nhà Phật không xả bỏ bất cứ người nào. Chúng sanh tạo tội nghiệp phỉ báng và sỉ nhục Phật Bồ Tát, thậm chí hãm hại các ngài, nhưng các ngài không màng đến, vẫn thương xót chúng sanh, giảng kinh thuyết pháp vì chúng sanh. Đây là lòng đại từ đại bi của chư Phật Bồ Tát. Đời đời kiếp kiếp trong vô lượng kiếp qua, vẫn không bỏ rơi chúng sanh. Đây là việc không phải một số người thường có thể làm được. Từ điểm này chúng ta có thể hiểu được ân đức của Phật là bao lớn. Hàng quán trưởng hộ trì chúng ta trong suốt 30 năm, xây dựng nền móng vững chắc cho chánh pháp. Có người nói hàng quán trưởng có công và cũng có lỗi lầm. Nhưng theo tôi nghĩ là bà chỉ có công chứ không có lỗi lầm gì hết. Nếu quý vị bình tĩnh quan sát kỹ càng thì sẽ biết công đức của bà vô lượng vô biên. Đây là một vị Bồ Tát tái lai thị hiện cho chúng ta xem. Người trong thế gian làm sao biết được? Trong kinh nói người Tây Phương Cực Lạc thế giới, cho dù hạ hạ phẩm vãng sanh đều có thiên nhãn nhìn suốt, thiên nhĩ nghe thấu, tha tâm đều biết, thiên nhãn đổng thị, thiên nhĩ triệt thính, tha tâm biến tri. Năng lực của sáu căn hầu như bằng với Đức Phật A Di Đà. Cho nên khi chúng ta khởi tâm động niệm, ngôn ngữ hành động, chư Phật Bồ Tát nhìn thấy rõ rõ ràng ràng. Chúng ta mong cầu vãng sanh thì khi khởi tâm động niệm, ngôn ngữ hành động nhất định phải tương ứng, phù hợp với lý luận và phương pháp của sự vãng sanh. Điểm này vô cùng quan trọng. Tây Phương Cực Lạc thế giới là nơi tụ tập của các người thiện nhất, chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ. Cho nên chúng ta niệm Phật thì cũng phải tu thượng thiện. Nếu tâm không thiện, ngôn ngữ không thiện,
cho dù một ngày niệm 10 vạn câu Phật hiệu thì cũng không thể được vãng sanh. Giống như lời của hai vị tôn giả Hàn Sơn và Thập Đắc đã nói, hét bể của họng cũng uổng công. Hai vị này là hóa thân của Văn Thù và Phổ Hiền Bồ Tát. Chúng ta đã phát tâm cứu mình thì cũng phải phát tâm cứu người xung quanh. Sự sinh hoạt và tu học nhất định phải đúng như lý như pháp. Vì vậy phải hiểu rõ nội dung của Kinh Phật. Nội dung này có 4 điểm: giáo, lý, hành, quả. Lời dạy của Đức Phật được người đời sau ghi chép lại thành kinh điển. Những ngôn ngữ văn tự lời chép trong kinh này gọi là giáo. Hàm ý chứa đựng trong giáo gọi là lý. Lý này là lý luận giải thích rõ chân tướng của sự thật vũ trụ nhân sinh. Chỉ có Đức Phật mới có thể nói rõ những chân tướng sự thật này, vì đây là cảnh giới mà Đức Phật đích thân chứng được, là cảnh giới hiện lượng đích thật từng trải qua, chứ không phải do suy đoán vọng tưởng. Không những Đức Phật nói rõ ràng đạo lý và sự thật này, Ngài còn dạy chúng ta phương pháp để khế nhập vào cảnh giới của chư Phật Như Lai. Đây tức là hành, phương pháp thực hành. Nói theo lý luận phương pháp trong kinh điển mà làm, đạt được sự lợi ích thù thắng, việc này tức là quả. Chúng ta hiểu rõ tính chất của kinh điển thì mới không phục Phật Pháp, bái phục đến năm vóc sát đất. Đức Phật dạy chúng ta khi tu học phải kiến lập một khái niệm căn bản, đó là tính giải hành chứng. Tính là tính sâu, không nghi ngờ những lời giáo huấn của Đức Phật. Giải là hiểu rõ, thấu triệt lý luận trong kinh điển. Hành tức là làm theo lý luận phương pháp này. Chứng tức là đích thân chứng được cảnh giới giống y như chư Phật Như Lai. Ngày nay chúng ta còn tạo nghiệp, còn vọng tưởng, còn nói vọng ngôn, tức là không hiểu thấu lý luận, không biết được sự lợi hại, nên mới tạo ra những nghiệp tội nặng nề, thậm chí hủy diệt Phật Pháp, chướng ngại Phật Pháp, làm cho người ta thoái tâm lui sụp. Phải biết khi gặp nghịch cảnh Thanh Văn Duyên Giác, Quyền Giáo Bồ Tát còn có thể thoái tâm, chỉ có Pháp Thân Đại Sĩ mới không thoái tâm. Chướng nạn của chúng ta rất nhiều, bao gồm cả trong lẫn ngoài. Những việc làm của Hàng Quán Trưởng và cư sĩ Lý Mộc Nguyên ở Tân Gia Ba đều là hành vi của Đại Bồ Tát Pháp Thân Đại Sĩ. Hàng Quán Trưởng hộ trì chánh pháp suốt 30 năm vẫn không lui sụp, luôn luôn không bị ảnh hưởng bởi những lời phỉ báng, rao động, kiếm chuyện phá rối, đều như bất động và xem như không có việc gì xảy ra. Điều này vô cùng hiếm có, quý báu. Khi lý cư sĩ gặp phải bất cứ chướng ngại gì, bất cứ lời hủy báng gì, đều không thoái tâm, xây dựng đạo tràng ở Tân Gia Ba thành một đạo tràng điển hình gương mẫu. Nếu không phải là hóa thân của chư Phật Bồ Tát Pháp Thân Đại Sĩ ứng hiện thì không thể làm được. Chúng ta có được nhân duyên thù thắng này, tức là gặp được hộ pháp chân chánh. Cho người ta hủy báng phá hoại làm gì thì làm, chúng ta đều được sự hộ trì của chư Phật Bồ Tát. Ngày nay Tịnh Tông có thể hoàn truyền khắp thế giới. Những người niệm kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà và tu học theo lý luận của kinh này, theo thống kê một cách bảo hữu, thì ít lắm cũng được hơn 20 triệu người. Tịnh Tông có thể đạt được thành tích như vậy là công đức của Hàng Quán Trưởng. Chúng ta uống nước phải nhân nguồn, tri ân báo ân, biết ơn đền ơn. Nếu thực thấy rõ hiểu thấu thì mới biết đây là Bồ Tát thị hiện. Cảnh thuận hay cảnh nghịch đều là tăng thượng duyên, trợ duyên, đều để thành tựu Phật Pháp, thành tựu cho chúng sanh.
Lúc trước thầy Lý nói với tôi, muốn thật sự thành tựu trong việc hoằng pháp lợi sanh, nhất định phải cư trú lâu tại một nơi nhất định. Hiện nay chúng ta an tâm lưu lại Tân Gia Ba, toàn bộ nhân lực, tài lực, vật lực đều tập trung tại đây, nên có thể thành lập được một đạo tràng gương mẫu, tuyệt đối không thể phân tán lực lượng tinh thần. Cho nên chúng ta gặp được rất nhiều Bồ Tát ở nơi đó, thiệt đúng là những người thiện nhất tụ hợp ở một chỗ, chư thượng thiện nhân câu hội nhất sư. Vì mục đích khuếch trương nền giáo dục của Phật Đà, chúng ta dùng thân phận của người quét dọn, người làm công để làm việc cho Đức Phật A Di Đà, chư Phật Như Lai. Đừng tưởng là mình đã làm được việc gì cả, tất cả những thứ này đều là Phật Bồ Tát an bài, là do chư Phật Bồ Tát làm nên đấy. Chúng ta chỉ bất quá chấp hành theo mà thôi. Cho nên thầy Lý dạy tôi phải tin Phật. Tin Phật thiệt quá khó, nhưng phải tin thiệt nha. Trong thời đại nhiều tai nạn này, con đường duy nhất của chúng ta là niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Dự Phật thất cũng lấy việc này làm mục tiêu. Chúc quý vị Phật thất lần này được thành tựu viên mãn. Làm thế nào để tiêu tai miễn nạn? Buổi sáng ngày 23 tháng 12 1998, Giáo hội Thiên Chúa Giáo có lời tiên tri nói rằng năm 1999 thế giới sẽ có tai nạn lớn. Khuyên các bạn đồng đạo nên đọc kinh, phải thật lòng sám hối, hy vọng có thể thoát khỏi tai nạn này. Và nói tai nạn có thể xảy ra hay không còn dựa trên nhân tâm. Nếu nhân tâm có thể hướng thiện thì tai nạn này có thể hóa giải, có thể trì hoãn về sau. Cách nói này rất có lý. Một ngày trước khi vãng sanh, lão cư sĩ Lý Bính Nam dặn dò các vị đồng học: thế giới đã loạn rồi, cho dù chư Phật Bồ Tát thần tiên trở lại cũng không cứu nổi. Chỉ có con đường sống sót duy nhất là niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Cho nên tai nạn càng ngày càng gần, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, phải nên buông xuống vạn duyên, nhất tâm niệm Phật. Đạo Thiên Chúa khuyên người ta cầu lên thiên đường. Họ nói không có cực lạc thế giới, chỉ có thiên đường và địa ngục. Ngay cả người trên cõi trời cũng không có cách gì nhìn thấy toàn bộ tình huống phức tạp của đại vũ trụ. Chúng ta hiểu rõ đích thật là có cực lạc thế giới, hoa tạng thế giới cùng quốc độ của chư Phật. Làm thế nào để biết vậy? Đó là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Nếu hiểu được đạo lý này thì sẽ tin ngay. Thật ra y báo chánh báo trang nghiêm trong thập pháp giới cũng không có. Phật pháp nói tam tâm bất khả đắc, chư pháp vô sở hữu. Nói có thì chỉ là tạm có, huyễn có, giả có. Trong kinh dùng chữ diệu hữu. Thế nên thiên đường địa ngục cũng là diệu hữu, cõi này cõi nọ cũng là diệu hữu, cực lạc thế giới cũng không ngoại lệ. Nếu dùng ngôn ngữ hiện nay của khoa học gia thì đây chỉ là không gian duy thứ. Duy có nghĩa là chiều, là phương vị, khác nhau mà thôi. Thí dụ như không gian 3 chiều của loài người chúng ta, không gian 4 chiều, 5 chiều, khoa học gia đã chứng minh có 11 chiều không gian tồn tại. Nhưng trên lý luận thì không gian có vô số chiều. Những người vừa mới hiểu Phật pháp đều khẳng định có không gian vô số chiều tồn tại. Nếu bạn không thể đột phá những thời gian không gian này thì không thể hiểu rõ sự thật. Vô số không gian có duy thứ không giống nhau, tức là vô lượng vô biên thế giới. Đức Phật nói những thế giới này đều từ tâm tưởng sanh. Kinh Hoa Nghiêm nói duy tâm sở hiện, duy thức sở biến, tức là từ tâm tưởng sanh. Vô lượng vô biên chúng sanh có vô lượng vô biên vọng tưởng phân biệt chấp trước, nên biến đổi nhất chân pháp giới.
trở thành vô lượng vô biên không gian khác nhau, vô lượng vô biên cảnh giới. Đạo lý là như vậy. Đức Phật dạy chúng ta có thể đột phá những không gian này bằng cách xa lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước. Lục đạo luân hồi là do vọng tưởng phân biệt chấp trước biến hiện ra. Nếu xả bỏ chấp trước, chỉ còn vọng tưởng và phân biệt, thì lục đạo luân hồi sẽ không còn nữa, tức là tứ thánh pháp giới. Nếu cả phân biệt cũng xả bỏ, thì tứ thánh pháp giới, thanh văn duyên giác Bồ Tát Phật cũng không còn, tức là không còn thập pháp giới nữa. Không còn thập pháp giới tức là nhất chân pháp giới. Do đây có thể biết thập pháp giới là từ phân biệt chấp trước biến hiện ra. Xa lìa phân biệt chấp trước thì thập pháp giới sẽ không còn tồn tại. Việc này cũng giống như nằm mộng. Khi tỉnh dậy, những cảnh giới trong mộng đều không còn. Người ta thường nói đến danh từ tu hành chứng quả. Chứng quả nghĩa là chứng được nhất chân pháp giới, khế nhập vào nhất chân pháp giới. Tây phương cực lạc thế giới thuộc về nhất chân pháp giới. Do đó có thể biết nếu chúng ta còn phân biệt chấp trước thì nhất định sẽ không nhìn thấy nhất chân pháp giới. Trong kinh Hoa Nghiêm chúng ta thấy nhất chân pháp giới vẫn có 41 cấp bậc. Đó là thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, cho đến đẳng giác Bồ Tát. Hết thảy đều là pháp thân đại sĩ. Những cấp bậc này còn tồn tại là vì vọng tưởng chưa trừ. Vọng tưởng tức là vô minh vi tế. Vi tế nghĩa là nhỏ bé. Có câu nói phá một phẩm vô minh chứng một phần pháp thân. 41 phẩm vô minh tức là 41 phẩm vọng tưởng. Khi đoạn dứt hết 41 phẩm vô minh này, không còn vọng tưởng nữa, thì chứng được rốt ráo. Đây là Phật quả viên giáo. Đây mới là quả vị cứu cánh. Người Thiên Chúa giáo chưa từng nghe những đạo lý này, thật đáng tiếc. Phật pháp trong thế gian và xuất thế gian đều vô cùng thù thắng. Đáng tiếc là người truyền bá quá ít. Hoằng dương Phật pháp không dễ, tại vì tự người đó phải khế nhập trước. Nếu mình chưa khế nhập thì làm sao có thể nói được một cách hoàn hảo và đúng đắn? Làm sao có thể hiểu được? Nếu muốn lý giải hiểu rõ thì phải tu học. Có tu học thì mới khế nhập, sau đó mới có thể giải thích tường tận, mới có thể giúp đỡ người khác. Chúa Giê-xu nói: ngày nay người trong thế gian quên ân phụ nghĩa, không biết ân đức. Chúa Giê-xu, Thánh Mẫu Maria thiệt thương yêu người đời. Người đời không những phản bội mà còn sỉ nhục hủy báng các ngài và tạo ra vô lượng vô biên tội nghiệp. Trong thế giới hiện nay những chuyện này rất phổ biến. Con cái chịu ân đức dưỡng dục của cha mẹ, không biết báo ân mà còn bỏ rơi cha mẹ. Chúng tôi đi thăm viện dưỡng lão của những người Hồi giáo Iceland. Những người già ở trong đó đều bị con cái bỏ rơi, không nhà không cửa. Ngày nay con cái bỏ rơi cha mẹ, học sinh phản bội thầy giáo, không biết ơn nghĩa, tạo ra vô lượng vô biên tội nghiệp. Vì vậy nên chiêu cảm quả báo thế giới hủy diệt. Cho nên lời tiên tri nói tai họa này là do chúng ta tự chiêu cảm lấy, không phải Thượng Đế nổi giận trừng phạt chúng ta. Thượng Đế rất không muốn nhìn thấy sự việc này xảy ra, nhưng không thể tránh khỏi. Tạo ra nghiệp tội nhất định phải nhận lấy tai họa. Cách nói này như vậy mới hợp tình hợp lý. Những năm gần đây tôi khổ tâm mỗi miệng khuyên răng mọi người. Nếu 3 ngày không khuyên thì mọi người quên ráo trội. Đây đúng như kinh Địa Tạng nói: chúng sanh ở Diêm Phù Đề can cường khó giáo hóa. Chúng ta thể hỏi câu này một cách sâu sắc, nhưng chư Phật Bồ Tát làm gương, làm mô phạm cho chúng ta noi theo. Cho dù chúng ta có can cường khó giáo hóa đến đâu thì cũng không thể bỏ rơi. Đây đúng là câu:
trong nhà Phật không xả bỏ một ai. Đây mới là đại từ đại bi chân thật. Kinh Hoa Nghiêm nói với chúng ta tự mình chân tu thì có thể ảnh hưởng đến người khác, làm cho người khác cảm động. Khi nhìn thấy tấm gương tu hành của chúng ta, họ sanh tâm xấu hổ nên tự nhiên sẽ học theo. Được vậy thì có thể đem lại sự an định cho xã hội, hòa bình cho thế giới. Đức Phật nói tự hành hóa tha, nghĩa là nhờ vào sự tu hành chân thật của mình mới có thể cảm hóa người khác. Tự mình không tu chân thành thì không có lợi ích gì cả. Cho dù biết nói được hay đến đâu, khi tai họa xảy ra thì cũng không tránh khỏi. Vốn phải sanh tử như thế nào thì vẫn phải sanh tử như thế ấy, vẫn không ra khỏi luân hồi như cũ, và cũng không thể vãng sanh.